Đây là đèn xanh đèn đỏ chợ Cầu Trắng nha anh chị. Hôm nay Hiệp giới thiệu cho anh chị mình lô đất này nha. Anh chị mình cố gắng theo dõi ha. Đây là từ chợ đây đến trung tâm nè, đó anh chị thấy không, siêu thị vân vân ha. Thì từ cái chỗ quốc lộ 20 và ngay trung tâm hành chính này mình chạy vô tới cái đất của mình anh chị, thì nó chỉ tầm khoảng độ 800 mét nha, 800 mét thôi. Lô đất của mình là nó 9m6 nha, mà nở hậu ra 12m8, chiều dài của mình là 22m8 nha, rất đẹp luôn đó. Anh chị muốn kinh doanh buôn bán hay là mình về xây nhà ở khách sạn gì vân vân á đều rất phù hợp nha. Giờ Hiệp sẽ quay vô tới đất cho anh chị mình xem nha. Ở đây là mình đang đi con đường chính anh chị, con đường này là đường chính ha. Ở đây thì trung tâm nhà thi đấu đa năng ha. Đó, có nghĩa là ở đây mình là bàn cờ ha, mình muốn đi đường nào cũng được ha. Đó, em đi con đường này để cho anh chị mình nó rộng rãi hơn những con đường kia. Cây xăng nè. Thì từ cây xăng này anh chị mình chạy tới lô đất là nó được khoảng 300 mét là trước mặt mình đây rồi ha, là mình tới rồi nha anh chị. Anh chị nhìn thấy nè. Đó, lô đất mình đây là đảo anh chị. Kế bên là người ta đang xây nguyên cái biệt thự luôn ha. Đó, ta đang xây nhà từ biệt thự thì còn cái này của mình nè. Đó, anh chị nào mình mua mình cắt nhà khi khách sạn rồi vân vân ở đây thì anh chị alo cho Hiệp nha. Cái mảnh đất này chính xác của nó là 9m4, còn nở hậu ra 12m8 nha quý anh chị. Đó, còn chiều dài của mình là 22m8 nha, tổng diện tích của mình là 249,5m nha, thổ cư 100% nha anh chị. Đó, anh chị nào mình mua cái lô này anh chị alo cho Hiệp nha. Mảnh này thì gia chủ mình đang kêu với cái giá là 2 tỏi 100 củ nha anh chị. Nhưng mà theo Hiệp nghĩ thì chắc tầm 2 tỏi là chủ bán ha. Đó, quá đã luôn anh chị. Quá đẹp ha. Nhà cửa dân cư sầm uất nè anh chị ha. Đó, điện đường chiếu sáng đầy đủ ha.